chấp 220 thần sủng tiến hóa. Ta nhớ nơi này là địa bàn của Hàn Xương Tịch Sư, bây giờ lại thành nơi tụ tập của con người. Hừ, cũng được một thời gian không đi gặp con mèo kia rồi, không chừng đã trở thành thức ăn trên bàn cho đám con người rồi cũng nên. À. Hello, lâu rồi không gặp. Ngươi, ngươi lại trở thành chó cho con người, quá mất mặt quái vật chúng ta rồi. Chết đi. Gì, tinh khí vẫn như năm đó. Đỡ được rồi. Tên này đột phá đế cấp từ lúc nào vậy chứ? Hừ, vừa hay cũng lâu rồi chưa ăn não của quái vật đế cấp. Hùng. Ngươi. Đây, bị phong lại rồi. Không được, vỡ rồi. Được rồi, yên ổn đi. Ta đã nói rồi, ăn cơm xong lại qua đây, mấy người cứ không tin. Danh xưng quái vật, cửu U Minh Tước, cấp bậc, cấp 77 đế cấp, phẩm chất, sử thi, thuộc tính, hỏa hệ ám hệ, năng lực, U Minh Chi Hỏa LV6, phong lợi vũ mao LV4, điểu dế kiên cố LV4. Nhược điểm, hệ băng, đặc tính, phá tả, cửu U Minh Tước sinh ra ở cửu U, thôn Minh Thực Hồn. Hiệu quả bị động 1, đòn đánh của cửu U Minh Tước có thể gây sát thương gấp 2 đối với hồn thể. Hiệu quả chủ động 2, phóng thích công kích phá tả uy lực cực mạnh, chớp mắt tạo sát thương lớn với hồn thể. Sơ lược quái vật, bị vết nứt không gian hút tới thế giới hắc vụ, thích ăn não quái vật, còn thích tắm dung nham, khá bảo vệ đồ ăn. Cửu U Minh Tước bị trấn áp rồi. Không hổ là cậu chủ. Hả? Động tĩnh này không đúng. Hừ, nhiều năm vậy nó cũng mạnh rồi. Cửu U Minh Tước chạy ra rồi. Cậu chủ, chúng ta mau về thôi. Không cần hoảng. Ang Hai, Tiểu Hoàng, âm thầm hành động. Đây là gì? Đừng qua đây, đáng ghét, tại sao không giết chết? Xem ra không cần Tiểu Hoàng ra tay rồi, A Ngai thôi cũng đủ chơi chết nó rồi. Kiệt sức. Đã rõ tình hình hiện tại chưa? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.